3 điểm nổi bật của chương trình EP5 theo luật mới năm 2022. Thời gian xét duyệt rút ngắn chỉ từ 6 cho tới 12 tháng để nhận được chấp thuận. Thứ hai đó chính là lượng visa ưu tiên dành riêng, giúp các anh chị nhận được thẻ xanh và visa định cư chỉ từ 6 cho tới 9 tháng sau khi có chấp thuận. Thứ ba, những anh chị nào đang có một loại visa hợp pháp ngay tại Mỹ như là visa H1B, visa du học F hay thậm chí visa du lịch, chúng ta có thể chuyển đổi tình trạng định cư ngay, nhận ngay thẻ lao động hay là thẻ xanh một cách ngắn nhất cho cả gia đình. Mức đầu tư hiện nay đang là 800.000 USD và Season Pathway đang có gói thanh toán từng phần hoặc là giúp anh chị nhận được gói vay tín chấp giảm cái số tiền đầu tư chúng ta cần phải chuẩn bị và nắm bắt ngay cơ hội nộp hồ sơ sớm và nhận thẻ xanh sớm cho cả gia đình. Anh chị đồng hành cùng với những thương hiệu uy tín hàng đầu, Citizen Pathway là top 25 đơn vị tư vấn di trú toàn cầu do You Global bình chọn. Cùng với hãng luật tư vấn độc quyền của chúng tôi, Jackson Walker, hơn 23 năm kinh nghiệm và đội ngũ xử lý hồ sơ hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, thuế, kế toán và đã đồng hành cùng với hơn 600 nhà đầu tư thành công tại Việt Nam. Citizen Pathway là đơn vị tư vấn di trú dẫn đầu tại Việt Nam, độc lập với chủ đầu tư và trung tâm vùng. Với sứ mệnh bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, chúng tôi sẽ đồng hành để giúp các anh chị nhận được thẻ xanh một cách an toàn và hoàn vốn tối đa 4 năm. Đăng ký tư vấn cùng với chúng tôi để nhận được giải pháp đầu tư an toàn cũng như vững vàng thẻ xanh và nhận được quà tặng rất hấp dẫn trị giá 168 triệu đồng, tour khảo sát dự án ngay tại Napa Valley, California.